này mình chân gà này mình muối sa tắc, mình chặt ra mình luộc. Cái này có nửa ký. Chặt hai ra là mình luộc. Ngâm. Này mình ngâm chanh nãy giờ nha các bạn, mình ngâm cho nó trắng cái chân á. Bây giờ mình chặt. Chặt hai cái ra. Rửa cho nó sạch. Nước sôi các bạn mình luộc nha. Mình luộc 10 phút đi. Luộc cái chân gà này. Nêm. Củ hạt nêm. Muối. Luộc xong rồi nè các bạn, luộc 10 phút đó. Mình có cái thau nước này nè, cái thau nước lạnh nè, mình nặn miếng chanh vô, một trái chanh nặn vô, nặn vô cái thau nước này, vớt vào đổ thau nước lạnh. Cho nó trắng đây mình nấu nước nha. Mình ngâm vô cái keo này nè, một phần keo này với nước mắm nha. Mình cho 5 muỗng đường vô nha các bạn. Đó, để cho thịt sôi lên rồi mình nhắc xuống rồi mình xả, bỏ xả với tắc vô. Nấu nước đường nó ngồi, nấu nước đường nó nguội rồi, giờ mình cắt chưa gà chưa. Tắc nè. Tắc nè, xả nè. Rồi mình bỏ vô. Bạn ơi. Khúc cái này luộc nhiều quá nó mềm lắm. Đó. Vô. Xả vô hai cây xả này, 215 tắc này, còn hai chế ớt, ớt bự nó không cay. Bỏ vô. Rồi. Bỏ nước vô nha các bạn, nước này là mình nấu nước mắm, đường, cắt chanh, nặng xíu chanh vô đó, mình đổ vô cho nó ngập nha các bạn. Rồi để mấy tiếng là ăn. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký like cho kênh Bích Huỳnh Món Ăn Miền Tây nhé.